Lô xoài tượng da xanh Việt Gáp đầu tiên xuất đi thị trường Úc Mỹ vừa được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tỉnh An Giang phối hợp với các sở ngành, hợp tác xã của Lao Diên và công ty xuất nhập khẩu Vina TNT công bố. Trong đó, xuất 6 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số dùng trồng sang thị trường Úc và một tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số dùng trồng xuất sang thị trường Mỹ. Huyện Chợ Mới là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang với tổng diện tích gần 6,5 ngàn hecta. Trong đó, xoài tượng da xanh trồng tập trung chủ yếu ở xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp Bình Phước Xuân với tổng diện tích 4,2 ngàn hecta. Hiện tại, huyện chợ mới có 704 hecta xoài sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được cấp 41 mã số dùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Trung Quốc.